Tiếp tục chuyển động 24 giờ ngày hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Miền Bắc vào hôm nay thì đã hết mưa lũ rồi, trời chuyển nắng. Vậy ở diễn biến mưa ở phía Nam thì sao ạ? Xin mời biên tập viên Thanh Tùng ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở khu vực Nam Bộ thì dự báo là vẫn tiếp diễn mưa dông vào chiều tối nay. Mưa là do khối áp cao cận nhiệt này trong quá trình di chuyển về phía Tây thì nó sẽ tạo ra mây ẩm ở phía trước của nó đi vào đất liền của khu vực Nam Bộ và gây ra mưa. Trên ảnh mây vệ tinh ngay lúc này quý vị cũng thấy là đã xuất hiện những khối mây dông ở ven biển miền Tây Nam Bộ rồi. Và dự báo là sau khoảng 3 giờ chiều nay thì đám mây này sẽ di chuyển vào và gây mưa. Ở miền Đông Nam Bộ thì mưa muộn hơn sau khoảng 5 giờ chiều. Cảnh báo là xuất hiện những nơi mưa to lên đến 50mm, chính là những vùng màu xanh đậm này. Và mưa diễn ra trong 1 đến 2 tiếng thì có thể gây ra hiện tượng ngập úng cục bộ tại những vùng trũng thấp và các khu đô thị như là ở thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì sấm sét và gió giật mạnh cũng có nguy cơ cao xảy ra bởi vì mưa xảy ra ngay sau thời gian nắng mạnh vào đầu giờ chiều ngày hôm nay, không khí càng bị xáo trộn mạnh. Như là ở thành phố Hồ Chí Minh thì từ giờ cho đến khoảng 2 giờ chiều nay nắng vẫn xuất hiện khá nhiều và nhiệt độ cao nhất là 33 độ. Với thủ đô Hà Nội thì đã hoàn toàn hết mưa, nắng liên tục trong chiều ngày hôm nay khiến cho nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất ngày hôm nay sẽ là 34 độ, trời oi nóng. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin dự báo thời tiết mới nhất.